Việt Nam dẫn đầu danh sách các quốc gia có tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh nhất trong vòng 10 năm qua, với mức tăng 210% trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2017, theo đánh giá của chuyên trang tài chính trực tuyến MarketWatch. Kết quả dựa trên các thống kê tài sản của Việt Nam, phần lớn sự tăng trưởng có được do nhóm những cá nhân siêu giàu, những người có ít nhất 30 triệu đô la Mỹ tài sản đầu tư tăng cao. Dự kiến tốc độ tăng trưởng tài sản sẽ tăng thêm 200% trong 10 năm tới.